Bên ngoài chúng tôi đang trưng bày cho các quý vị quan sát, đây chính là những sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp quản lý cũng như là đổi mới các phương pháp giáo dục giúp cho ngành giáo dục có thể ứng dụng rộng rãi trong các nhà trường và đạt hiệu quả cao. Vâng, kính thưa các quý vị, phòng ba bản tác không bằng ngữ pháp Việt Nam. Thế nhưng việc học ngữ pháp, học tiếng Việt ở tiểu học sẽ trở nên đơn giản hơn với những sản phẩm thông minh đến từ các thầy cô. Và chúng ta có thể quan sát, đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu tới các quý vị, đây chính là con tàu tri thức. Con tàu tri thức sẽ giúp cho các em có thể tìm hiểu được môn luyện từ và câu từ lớp 2 đến lớp 5. Thông qua con tàu tri thức này thì các em sẽ dễ dàng khám phá được các từ ngữ trong một tiếng Việt. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể quan sát thấy bên ngoài có một chiếc cây thông thái. Chiếc cây này sẽ giúp các em tìm hiểu các môn học, môn lịch sử, địa lý, môn khoa học, môn tiếng Việt, môn toán, các nội dung và các thầy cô muốn truyền tải cho các em sẽ đều được thể hiện ở trên chiếc cây này với những chiếc quả ngọt và những bông hoa thơm. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể quan sát ở bên này, chúng tôi có một vòng quay kỳ diệu. Vòng quay này sẽ giúp cho các em có thể học tốt với các môn như là môn học vần của lớp 1, môn tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5. Thậm chí chúng ta có thể ứng dụng vào học tiếng Anh, môn toán và sử dụng để làm trò chơi học tập trong các tiết học trở nên thú vị hơn. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với quý vị, chúng ta có một bản đồ Việt Nam được làm từ các vật liệu tái chế như là các bát vỏ chai và tảo cũ. Các em học sinh đã rất sáng tạo nên bản đồ của đất nước Việt Nam. Những nắp màu đỏ tượng trưng cho đất nước Việt Nam, cho chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Những nắp màu xanh tương ứng với vùng biển bao la rộng lớn và các đất nước láng giềng thì được các em thể hiện bởi những nhiều màu sắc vân vân. Và khi nhìn vào bản đồ này thì chúng ta có thể thấy được sự khẳng định chủ quyền biển đảo và lãnh thổ Việt Nam cũng như là tình yêu dân tộc mãnh liệt của các em học sinh dành cho đất nước. Tiếp theo xin mời quý vị khán giám khảo chúng ta hãy cùng tiến sâu vào bên trong gian hàng của chúng tôi. Đầu tiên xin phép được gửi tới quý ban giám khảo sản phẩm chiếc đồng hồ chữ số La Mã. Đây là một trong những sản phẩm được ứng dụng sáng tạo STEM trong môn toán của lớp 3, giúp các em có thể tìm hiểu về chữ số La Mã và ghi nhớ được các chữ số La Mã thông qua việc xem thời gian. Tiếp theo bên cạnh chúng tôi có các sản phẩm là các đạo cụ âm nhạc được sáng tạo ra từ những vật liệu tái chế như là vỏ sắt này, ni lông, hộp nhựa và những ống hút bằng nhựa. Những sản phẩm này giúp các em thỏa sức sáng tạo với niềm đam mê âm nhạc và giúp cho môn âm nhạc trở nên sinh động hơn rất nhiều trong các tiết học. Bên cạnh đó thì các em cũng đã vận dụng cái sự sáng tạo của mình để có thể làm ra những sản phẩm, những mô hình từ bìa cắt tông. Đây là vật liệu tái chế mà chúng ta thấy được sử dụng rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày, và chúng ta tái chế ra những mô hình trong nghề giúp cho các em có thể kích thích sự sáng tạo trong môn khoa học và công nghệ. Ngoài ra thì các em còn biết sử dụng các vật liệu như là hải nung để sáng tạo ra những bông hoa với nhiều màu sắc giúp trang trí cho không gian trở nên sinh động và đẹp mắt hơn. Tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu tới các quý vị đó chính là mô hình quả địa cầu. Mô hình quả địa cầu này thì chúng ta thấy rằng là việc sử dụng pin để tạo ra một ánh sáng, mô phỏng một ánh sáng của mặt trời chiếu sáng lên trái đất. Và khi các em tham gia các tiết học địa lý thì các em sẽ cảm thấy rất là hứng thú với mô hình này. Đó thì chúng ta còn có mô hình về sự chuyển động của trái đất trong và mặt trời để tạo ra một quỹ đạo giúp cho các em có thể hiểu về bông hoa sâu sắc hơn. Chúng tôi có thêm một mô hình về la bàn. La bàn là một dụng cụ mà dùng để xác định phương hướng trong không gian. Đối với tự nhiên và xã hội lớp ba, các em đã sáng tạo ra chiếc la bàn này để giúp cho ứng dụng và chúng ta có thể xác định phương hướng một cách dễ dàng. Đó thì quý vị giám khảo có thể nhìn thấy đây là những cái mô hình mà đã được các em sáng tạo trong các môn khoa học như là vòng tuần hoàn của nước, vào những kiến thức học em đã được học, các em tổng kết lại và sáng tạo ra một mô hình để ghi nhớ kiến thức sâu hơn về những gì mà thầy cô đã truyền tải. Hay trong môn công nghệ, các em ở trường tiểu học cũng đã rất là sáng tạo ra một vòng quay mặt trời, và khi vòng quay này được kích hoạt thì sẽ tạo ra một vòng quay mô phỏng giống như là vòng quay mặt trời lớn nhất của Việt Nam, đúng không ạ? Tiếp theo tôi xin phép được giới thiệu một sản phẩm nữa của môn công nghệ của các em, đây chính là chiếc đèn ngủ. Chiếc đèn ngủ này thì hoàn toàn được làm từ vật liệu tái chế là vỏ chai nhựa và những cái tấm vải dê đã cũ, và các em sử dụng để cắt cửa tạo ra những món đồ rất là xinh đẹp, có thể trang trí ở trong căn phòng của chúng mình.
sẽ trân trọng giới thiệu với các vị đang giám khảo một số những cái sản phẩm thông minh, ví dụ như là máy đo động đất. Khi mà có cái sự chuyển động bất thường của động đất thì chiếc máy này sẽ giúp chúng ta là báo trước những cái chuyển động bất thường ở trong lòng đất. Bên cạnh đấy thì các em học sáng tạo ra cái thùng rác thông minh. Thùng rác này có hệ thống cảm biến, và khi mà chúng ta mở lên và vứt rác thì sau 5 giây sau thì chiếc lắp này sẽ tự động đóng lại để có thể bảo vệ. Thử luôn thôi ạ. Chính là trên điện thoại.